Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mứt thạch rau câu nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình là một bao câu này, một gói này là 10 g các bạn ạ. Và mình muốn tạo màu cho các loại mứt ấy, thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít ớt nhé. Và các bạn muốn màu đỏ thì các bạn có hoa quả gì thay thế cũng được. Và đường, đúng các phần đường các bạn ạ. Một quả cam để tạo màu vàng, màu trắng thì mình lấy sữa ông thọ các bạn ạ. Sữa đặc ạ. Và màu nâu ấy, thì mình dùng cà phê các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đi làm từng loại các bạn nhé. Các bạn cho vào nồi mình đổ 1 lít nước các bạn nhé, hoặc hơn 1 lít nước một chút các bạn nhé. Và mình sẽ cho đường vào này. Các bạn cho đường vào cho mình nhé. Và các bạn cho mình một gói bột rau câu này vào nhé. Rồi bây giờ các bạn cho lên bếp để mình đun lên cái nồi này cho mình nhé. Các bạn bật bếp lên cho mình nhé. Và mình sẽ đun nồi nước bột rau câu này nhé. Các bạn bật bếp lên nhé và các bạn đun cho mình với nước rau câu này nó sủi nhé, và các bạn hòa tan cho mình để cho rau câu nó tan nhé. Các bạn cứ đun cho mình nồi rau câu này cho nó sủi lên nhé, và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đun các nước cam và các gia vị khác nhé. Các bạn cắt cho mình một cái nhông vào nhé. Cam thì các bạn cắt cho mình quả cam, các bạn tắt cho mình nước của cam này nhé, để mình lấy màu vàng của cam các bạn nhé. Rồi các bạn pha cho mình một ít nước sôi nguội nhé vào màu gốc, các bạn cũng cho mình một chút nước nhé. Các bạn hòa tan cho mình nhé. Còn cam thì thôi mình lấy nước cam nguyên chất đi rồi các bạn ạ. Thế các bạn khi mình đun nồi thạch nhé, rau câu này các bạn ạ, nó có bọt như này ấy. Các bạn hất bọt đi cho mình nhé. Khi nồi thạch nó sủi lên có bọt thì các bạn hất bỏ đi, và các bạn đun sủi cho mình tầm 3 phút nhé. Sau đó mình sẽ tắt bếp các bạn nhé. Các bạn hất bỏ hết bọt đi cho mình. Rồi, được 3 phút thì các bạn tắt bếp cho mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình những cái khuôn nhé để mình pha nhé. Như màu gốc nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ cho thạch vào gốc để mình hòa tan ra. Mình cho vào cái khuôn nhé. Mình không có khuôn bé nên là thành khuôn nó hơi to các bạn ạ. Màu đỏ thì các bạn có thể dùng bằng như kiểu là các loại hoa quả có màu đỏ ấy. Hoặc là gấc này cũng được các bạn nhé, gấc cũng rất tự nhiên mà cũng là hoa quả. Rồi các bạn để cho mình cho nó nguội để nó đông lại nhé, mình sẽ pha các màu khác nhé. Các bạn cho mình màu Milo nhé, à màu màu cà phê các bạn ạ. Cho vào một cái khuôn to tính đều nó lên rồi mình cho vào một cái khuôn nhé. Rồi mình để cho nó đông lại các bạn ạ. Tương tự màu sữa thì các bạn cũng cho vào một cái khuôn cho mình, và các bạn cũng quấy đều nó lên nhé.
Đây các bạn, sau khi mình pha chế được bốn màu khác nhau rồi đây, bây giờ các bạn để nguội để cho nó đông lại nhé. Thì các bạn, sau khi mình để nguội nhé và cái thạch của mình nó đã đông lại như này rồi các bạn ạ. Các bạn bây giờ các bạn nên đi cắt cho mình nhé, thành những miếng như miếng mứt dài dài vừa vừa thôi. Các bạn, đổ cho mình phân này ra, mình cái da này ra của các bạn. Và thôi đi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt. Các bạn sẽ cắt thành những miếng vừa phải thôi, như độ đốt ngón tay cho các bạn ạ. Này là hơi dài, mình sẽ chia ra. Mình sẽ cắt vào bước sang một phần này nhé. Rồi các bạn nhìn ra thấy hoa nhé, các bạn cắt ra cho mình thành những miếng vừa phải nhé. Thì nhìn nó đẹp hơn, các bạn không có thì các bạn có thể cắt bằng dao thường nhé. Thì các bạn sau khi cắt xong nhé, các bạn sẽ cho cho mình một cái mâm nhé. Và mình sẽ cho thạch ra nhé để mình phơi nhé các bạn nhé. Các bạn cho những viên thạch riêng ra. Rồi đến màu vàng nhé, các bạn cũng cắt ra cho mình nhé. Các bạn sắp cắt xong các bạn cũng xếp ra mâm cho mình nhé. Rồi tương tự đến màu nâu, màu cà phê các bạn. Các bạn cũng cắt thành miếng vừa như vừa nãy cho mình nhé. Tương tự các bạn cũng cắt màu gốc cho mình nhé. Thì các bạn, sản phẩm của mình sau khi làm xong đây, bây giờ mình chỉ cần đi phơi nắng thôi. Các bạn phơi nắng cho mình đến lúc nó khô mặt là được các bạn nhé. Mình phơi đi độ 2-3 nắng nhé, thì sau đó thì nó khô là được. Đây các bạn phơi nắng cho mình nhé. Đến tối thì các bạn lại cắt vào cho mình nhé. Vì mình phơi bên ngoài trời ấy, thì tối mình phải cắt đi để bảo quản cho mứt của mình nó ngon nhé. Đây các bạn xem bèo nó đang cho mình nhé. Rồi chúng tôi mình sẽ cắt lại. Các bạn, sau khi mình phơi hay lắng nhé, cái thạch mứt thạch của mình nó đã khô và se lại rất nhiều rồi các bạn ạ. Đây bây giờ các bạn lại dở lại lên cho mình nhé, mình sẽ phơi thêm một lắng nữa ấy, để cho cái mứt thạch này của mình nó khô hẳn các bạn nhé. Thì lượng đường nó sẽ trắng hơn nhé, sẽ bám lên trên mặt của miếng bứt đấy. Mà khi mình cắt nó, lúc nó tươi ấy, thì nó rất dày các bạn ạ, nhưng mà đến lúc khô ấy, thì nó đã còn rất mỏng, nó đã ngót nước đi ấy, các bạn. Đây các bạn dở hết cho mình nhé, mình sẽ phơi một lần nữa, lần lượt các bạn dở hết nhé. Đây các bạn, sau khi mình dở xong đây, và bây giờ thời tiết nó cũng chuẩn bị tối rồi các bạn ạ, mình sẽ cất luôn nhé. Và các bạn đậy kín bảo quản cho mình để tránh các con côn trùng nó xâm nhập vào nhé, thì nó sẽ mất vệ sinh các bạn nhé. Mình cất đi, hôm sau mình lại phơi tiếp nhé. Đây các bạn, sau khi mình phơi lắng nhé, và đã được lắng bốn lắng rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà thời tiết miền Bắc của mình đợt này nó không được lắng to hẳn đấy, nhưng mà lắng to hẳn ấy thì cái mứt này của mình nó sẽ trắng và rõ hơn nhé. Nhưng mà lượng đường này nó cũng bám ra rồi đấy các bạn ạ, nó đã là tụ trên mặt đấy. Và với các bạn mà nếu mà các bạn mà làm thì các bạn nên cắt những miếng nó to hơn một tẹo nhé. Thì đây mình mới đầu cắt cũng rất to đấy, nhưng mà sau nó ngót lại ấy, thì nó còn như thế này rồi các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm mứt thạch rau câu nhé, bằng thạch rau câu ấy, với các loại như là màu trắng là của sữa và màu vàng là của cam các bạn ạ. Màu vàng của cam đây, bây giờ nó lượng đường nó bám vào và cam khi mình phơi nắng ấy nó đã bay mất màu rồi đấy các bạn ạ. Màu cà phê đây thì nó hơi lâu lâu này các bạn ạ đây. Và màu của gấc đây như này đấy các bạn ạ.
Các bạn muốn làm các màu sắc khác nhau, các bạn có thể làm các màu sắc khác nhau nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm mứt thạch dâu câu nhé, rất đơn giản. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.